Công tử, tôi là Cam Vạn Hò, đem tới những món đặc sắc nhất của Dương Châu cho mình ăn đó. Ờ, được. Anh là Trương Vịnh. Dạ. Lần này ta tới Dương Châu, ngươi có đi thông báo thủ bị ở đây không? Hoàng thượng xin yên tâm, rồi phải căn dặn họ và giữ bí mật rồi, không tiết lộ đâu. Ừ, khá lắm. Dương Châu tháp chiến thế thượng, dạng tế dạng tế dạng 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 tế. Ta còn chưa nói dứt, đã có rắc rối rồi. Đứng dậy. Tạ thánh thượng, di thần không biết thánh thượng giá lầm, không kịp đấu tiếp, xin thứ tội. Bỏ đi. Di thần đã thiết yếu ở tệ phủ cung nghinh thánh gia. Trương Vịnh. Dạ. Bữa tiệc lầu Long Môn này hết ăn rồi. Thánh thượng mời. Thánh thượng mời. Tâm đã nói bao nhiêu lần rồi, lần này xuống giang nam là phải tuyệt đối bảo mật. Bây giờ vừa tới Dương Châu đã bị tiết lộ hành tung, thiệt là bậy bạ. Hoàng thượng, thật ra lần này hoàng thượng xuống giang nam đã được truyền ra ngoài thực sự. Tại sao? Hoàng thượng, lúc hoàng thượng ở điện Thừa Âm trong cùng đang vui chơi vô tình đã nói ra ngoài. Thật ra lần này hoàng thượng tới giang nam bị các quan địa phương ở đây biết được cũng đâu có gì là không tốt. Ít ra thì ra giờ của hoàng thượng bình an. Lần này trẫm xuống giang nam mục đích là bỏ hết các nghi lễ phong tục trong cung. Không ngờ bây giờ tới Dương Châu là phải nhìn đám mặt quan liêu đáng ghét. Hoàng lão, có chuyện mà trẫm biến người đi làm, người đi làm ngay. Tuân chi, di thần cáo lui. Bẩm thánh thượng. Nói. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, các quan huyện ở Dương Châu đang cung nghinh thánh giá ở bên ngoài. Cái gì? Mới ăn xong một bữa, bây giờ lại ăn, không thích ăn nữa. Thánh thượng, lần này xin thánh thượng ngự giá tới dự. Đừng nói nhiều nữa. Nếu như thích ăn như vậy thì để ăn cho đã đi. Di thần đáng chết, di thần đáng chết. Di thần không thể khiến thánh thượng vui lòng. Thiệt là tiếp đãi không chu đáo. Hoàng thượng, đứng dậy. Tạ thánh thượng. Lữ thổ bị. Dạ hoàng thượng. Trẫm nghe danh người đẹp giang nam đệ nhất thiên hạ. Trẫm đã có ý thưởng thức từ lâu, người có cách hay không? Ờ, việc này dĩ nhiên là được, hoàng thượng có thể yên lòng. Thần lập tức gọi họ tới để hầu hạ thánh thượng nha. Ấy,
Gọi họ tới đây đâu có hứng thú gì nữa. Ý của Thánh Thượng là Cao Thăng. Dạ. Lưu Thu Bị, Thánh Thượng muốn đi chỗ đó sao? Lần này nhất định trẫm phải mở rộng tầm mắt. Nhưng có một điều các người phải nhớ kỹ là đừng bao giờ tiết lộ thân thế của trẫm, có biết chưa? Di thần tung chi. Bà chủ à, có khách tới kìa. À, các vị đại già, cảm ơn tới trời à. Mời ngồi. Không cần khách sao? À, hình như các vị đại già là lần đầu tiên tới Giang Nam phải không hả? Không trời, bà là người gì ở chỗ này? Tôi là bà chủ của cái chỗ này. À, bà chủ hả? Dạ, vậy thì dễ ăn nói lắm. Bây giờ chúng tôi muốn bao hết diện lễ xuân của bà. Cái gì? Muốn bao hết diện lễ xuân của tôi à? Bà cứ nói giá cho tôi đi. À, ông có biết không hả? Diện lễ xuân của tôi trên trên dưới dưới có tới mấy chục cái thương phòng. Cô nương cũng được 50 cô. Thử hỏi ông làm sao mà bao nổi chứ. Tức cười. Chỉ cần bổn công tử thích cái gì, cái đó phải được. Bà chủ, bây giờ bà cho biết giá đi. Cậu hả? Nè 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 nè, bà chủ, công tử chúng tôi không biết nhẫn nại đâu. Lỡ như cậu nổi giận sẽ đi tiệm khác đó. Ê da, đại gia cần gì mà nóng lòng vậy chứ. Tôi nhìn thoáng qua một cái là biết công tử này đã đạt quan quý nhân rồi. Nè bà chủ, cả bà và các cô nương của diễn lễ xuân bao một đêm cần bao nhiêu tiền ạ? Vậy à, 5.000 lượng. Tôi tính rẻ cho cậu rồi đó. 5.000 lượng hả? Bà chủ. Wow, là ngân phiếu của tiền trang Vạn Phúc 3 vạn lượng. Wow, nhiều tiền như vậy tôi đâu có đủ thôi chứ. Ê, không cần thôi. Nếu như bà tiếp đãi chu đáo mà Chu công tử được vừa ý, chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại.
Chị cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều á. Ê, 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 mở cửa đi. Ê, ê, ra ngoài đi. Ê, ê, đi ra ngoài đi. Ê, ê, đi. Đi, đi ra đi. Đi ra ngoài đi. Đi, đi ra đi. Sao đủ hết tất cả là ngoài đi chứ. Ê, đi. Bà chủ à, bà lấy hết tiền chúng tôi rồi, còn giữ họ lại làm chi chứ? Phải rồi. À nè, sao bà không gọi cái cô nương bà ra để hỏi chú công tử chứ? Ờ, được, được. Trên nhà, dưới nhà, các cô nương ra đây hết, mau đi. Dân nương, tử chi. Dạ. Đi, đi, đi. 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 Thù cốt, thù mang, bách hợp, xung quanh, xung lan, ai thù nguyệt. Chú công tử, uống thêm đi. Cảm ơn. Ê, đi ra đi. Việc là tôi làm hả? Cũng dám lắm lại cũng ra hả? Ra ngoài đi. Đi, ra ngoài. Tôi đã trả tiền rồi mà. Ây da, tôi chỉ có vợ. Chờ không được sao? Ê, chờ cho đã mà. Cho tôi chờ đi. Chú công tử của chúng tôi đã bao hết dương lệ xuống này rồi. Đã trả tiền rồi. Ta nói cho người biết, người hãy mau cứu đi. Chờ công tử à, thôi.